Ngọc Thật và Nhật Tân xin kính chào quý khán giả của Tây Ninh Ngày Mới. Kính chúc quý vị có một ngày làm việc thành công và tràn đầy năng lượng. Chương trình Tây Ninh Ngày Mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phát sóng vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 40 phút hàng ngày trên kênh TTV11 và được phát trực tuyến trên website tayninhtv.vn. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, xin mời quý khán giả cùng điểm lại những tin tức nổi bật diễn ra ngày qua. Sáng ngày 25 tháng 1, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ giải pháp thực hiện công tác thuế năm 2021. Năm 2020, ngành thuế thu được 10.124 tỷ đồng, đạt hơn 101% dự toán. Hầu hết các đơn vị đều thu tăng so với cùng kỳ năm 2019. Có 3 trên 8 đơn vị hoàn thành và vượt dự toán tỉnh giao là Phòng Thanh tra Kiểm tra số 1, Cục Thuế tỉnh, Chi cục thuế khu vực thành phố Tây Ninh, Châu Thành và Chi cục thuế khu vực Gò Dầu, Trảng Bàng, Bến Cầu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa có chỉ đạo thủ trưởng các sở ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thực hiện quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh. Việc này nhằm quản lý chặt chẽ việc phát triển mới các cơ sở nuôi chim yến, không để xảy ra sai phạm, ảnh hưởng, gây bức xúc trong nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân đầu tư nuôi chim yến phát triển kinh tế. Sáng ngày 25 tháng 1, bà Nguyễn Đại Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, trao quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh bổ nhiệm ông Đặng Xuân Trường, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng ngành Giao thông tỉnh, giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng ngành Giao thông tỉnh. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 22 tháng 1 năm 2021. Giám đốc Sở Nội vụ mong rằng trên cương vị mới, ông Trường tiếp tục phát huy năng lực của mình là trung tâm đoàn kết trong tập thể Ban Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng ngành Giao thông, có nhiều cải tiến trong công tác quản lý, góp phần phát triển ngành giao thông tỉnh nhà trong thời gian tới. Thưa quý khán giả, sáng nay 26 tháng 1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng sẽ chính thức khai mạc. Theo thông báo của Ban tổ chức Đại hội lần thứ 13 của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25 tháng 1 cho đến ngày 2 tháng 2. Và thưa quý vị, một thông tin đáng mừng nữa là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa có quyết định số 181 ngày 21 tháng 1 năm 2021 về việc công bố cửa khẩu phụ Vàm Trảng Trâu, tỉnh Tây Ninh, được phép thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa, trao đổi hàng hóa qua biên giới. Cửa khẩu phụ Vàm Trảng Trâu nằm trên địa bàn ấp Bến Cầu, xã biên giới, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, được phép hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới theo quy định tại Nghị định số 14 ngày 23 tháng 1 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới. Đây là thông tin đáng mừng đối với việc giao thương, phát triển kinh tế của nhân dân cũng như các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Thưa quý vị, càng gần sát Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, thị trường đổi tiền lẻ càng trở nên sôi động. Theo đó xuất hiện đổi tiền lẻ thu phí. Việc này được xếp vào hành vi đổi tiền không đúng quy định và bị xử phạt hành chính theo quy định tại điểm A khoản 5, điều 30 Nghị định 88 năm 2019 của Chính phủ. Trong bối cảnh các ngân hàng đều siết việc sản xuất phim tiền lẻ theo chỉ thị 44 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức tốt công tác điều hòa và cung ứng tiền mặt cho nền kinh tế, đảm bảo nhu cầu vốn tín dụng, phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo an ninh an toàn kho quỹ, phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời xử lý các hoạt động mua bán ngoại tệ, vàng và dịch vụ đổi tiền mặt mệnh giá nhỏ, không đúng quy định của pháp luật. Người dân chuyển sang thực hiện giao dịch đổi tiền lẻ qua mạng, tuy nhiên đây là hình thức dễ bị lừa nhất, với những chiêu trò phổ biến như đổi phải tiền lẻ giả, trong cọc tiền bị thiếu. Như vậy, việc đổi tiền lẻ kiếm lời vừa tiềm ẩn nhiều rủi ro vừa phạm pháp. Cá nhân có thể bị phạt từ 20 đến 40 triệu đồng, căn cứ điểm A khoản 5, điều 30, Nghị định 88, quy định mức phạt đối với hành vi đổi tiền không đúng quy định. Vì thế, người dân cần thận trọng khi thực hiện các giao dịch này. Thưa quý vị, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14 đã thông qua luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Theo đó, cấm đưa người lao động Việt Nam hoặc người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đối với 9 công việc sau đây. 1. Công việc massage tại nhà hàng, khách sạn hoặc trung tâm giải trí. 2. Công việc phải tiếp xúc thường xuyên với chất nổ. 3. Công việc phải tiếp xúc thường xuyên chất độc hại trong luyện quặng kim loại màu, đồng, chì, thủy ngân, bạc, kẽm. 4. Công việc phải tiếp xúc thường xuyên với mangan, dioxit thủy ngân. 5. Công việc tiếp xúc với nguồn phóng xạ hở, khai thác quặng phóng xạ các loại. 6. Công việc sản xuất bao gói phải tiếp xúc thường xuyên với hóa chất axit nitric, natri sulfat, disulfur carbon hoặc thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt chuột, thuốc sát trùng, thuốc chống mối mọt có độc tính mạnh. 7.
công việc săn bắt thú dữ, cá sấu, cá mập. 8. Công việc thường xuyên ở nơi thiếu không khí, áp suất lớn, dưới lòng đất, lòng đại dương. 9. Công việc liệm, mai táng tử thi, thiêu xác chết, bốc mộ mã. Thưa quý khán giả, tiếp theo sau đây là cập nhật tình hình dự báo thời tiết ngày hôm nay. Lê Nguyên xin được kính chào quý vị khán giả của chương trình Tây Ninh Ngày Mới. Kính thưa quý vị, thời tiết tại Tây Ninh hôm nay mây thay đổi, ít mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng từ 22 cho đến 33 độ, độ ẩm từ 71 đến 77%. Mực nước cao nhất tại Gò Dầu sông Dàm Cỏ Đông sẽ dao động từ 0,65 đến 0,70 m. Kính thưa quý vị, nước trà xanh có rất nhiều tác dụng tích cực đối với sức khỏe của chúng ta. Trà xanh hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh tim mạch, hỗ trợ cơ xương khỏe mạnh, tăng cường trí nhớ, trị mụn, giảm quầng thâm mắt, dưỡng trắng da, chống lão hóa, tăng cường hệ miễn dịch. Và đối với làm đẹp thì trà xanh giúp ngăn ngừa lão hóa. Theo nhiều nghiên cứu, trong trà xanh thì có chứa các chất giúp cho cơ thể có thể chọn lọc những cholesterol tốt và chứa vitamin E rất tốt cho làn da, giúp chống lại quá trình lão hóa. Đối với giảm cân an toàn, thì trà xanh còn có thể sử dụng như một liệu pháp giảm cân hiệu quả và an toàn. Trà xanh giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ thể, giúp chuyển hóa mỡ thành năng lượng và giải phóng năng lượng ra bên ngoài. Đối với những người béo phì thì có thể uống nước trà xanh sau mỗi lần tập thể dục. Tuy nhiên thì chúng ta cũng không nên quá lạm dụng bởi chất tannin trong trà xanh có thể gây kích ứng niêm mạc của dạ dày. Hy vọng rằng là những thông tin mà Lê Nguyên vừa chia sẻ sẽ hữu ích cho quý vị. Còn bây giờ, mời quý vị khán giả cùng tiếp tục đến với các thông tin tiếp theo của Tây Ninh Ngày Mới. Quý vị và các bạn thân mến, giải Grand Slam đầu tiên của năm 2021, Australian Open sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 8 tháng 2 năm 2021. Trước khi diễn ra giải đấu này, thì thống kê chỉ ra rằng Djokovic đang là tay vợt còn thi đấu sở hữu tỷ lệ thắng set 1 và set 2 tốt nhất trong lịch sử Australian Open. Novak Djokovic đang là đương kim vô địch của Australian Open và cũng là ứng cử viên số 1 tại giải Grand Slam đầu tiên của năm 2021. Xứ sở chuột túi được coi là miền đất lành của tay vợt người Serbia khi anh đã vô địch 8 trên 16 lần tham dự. Theo thống kê của ATP, Novak Djokovic sở hữu tỷ lệ giành chiến thắng trong set 1 tại Australian Open tốt nhất trong lịch sử với 64,36%. Trong danh sách 10 tay vợt có tỷ lệ thắng set 1 tại Australian Open cao nhất trong lịch sử, chỉ còn 3 tay vợt khác là còn thi đấu. Đó là Rafael Nadal đứng thứ 2 với 60,86%, Roger Federer đứng thứ 5 với 60,23% và Andy Murray đứng thứ 6 với 59,82%. Ngoài ra, Djokovic chính là tay vợt còn thi đấu sở hữu tỷ lệ thắng set 2 tại Australian Open tốt nhất với 61,6%. Novak Djokovic sẽ chinh phục danh hiệu Australian Open lần thứ 9 trong sự nghiệp bắt đầu từ ngày 8 tháng 2 tới đây. Vào rạng sáng mai, giải Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra vòng đấu thứ 20. Đáng chú ý, Manchester City sẽ có chuyến làm khách trước West Brom. Dù đang không có lực lượng mạnh nhất, nhưng Man City vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch với phong độ ấn tượng thời gian vừa qua. Trước đối thủ đang ở khu vực cuối bảng như West Brom sẽ là cơ hội cho Man City có thêm 3 điểm và bám đuổi Man United. Cũng ở vòng đấu này, Arsenal sẽ có cuộc tái đấu Southampton sau thất bại trước chính đối thủ ở vòng 4 Cúp FA vừa qua. Quý vị và các bạn thân mến, kết quả diễn biến của vòng 20 giải Ngoại hạng Anh cùng những tin tức thể thao cập nhật khác sẽ có trong bản tin thể thao lúc 13h30 phút trên kênh TTV11. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Còn bây giờ, những chương trình giải trí hay và hấp dẫn ngay sau đây sẽ mang đến cho quý vị khán giả món ăn tinh thần vô cùng đặc biệt. Hôm nay, tôi sẽ tha không phạt cô bé này. Để các em nhớ, đón xem tập 1 cũng là tập mở đầu của bộ phim cụm ba tập Đội thiếu niên chu kích đình bảng, một bộ phim về đề tài chiến tranh của đạo diễn Trần Chịnh, phát sóng lúc 12 giờ. Qua phượng hồng bâng khuâng, vang tiếng ve gọi hè khắp. Những bài ca cổ ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, lòng biết ơn đối với Bác Hồ kính yêu được các nghệ sĩ trẻ thể hiện sẽ có trong chương trình Tài tử cải lương Hãy yên lòng mẹ ơi, phát sóng lúc 15h45. Giống chuyên viên quá trời. Giỏi quá. Phải làm như vậy mới qua được mặt mẹ của anh. Chứ mẹ anh tình ý thế mồ. Đúng rồi. Mất làm điểm trước mặt mẹ chồng tương lai, Đăng sẽ ứng phó như thế nào để bảo vệ người yêu? Đón xem tiếp diễn biến ở tập chính của bộ phim Kén mẹ chồng, phát sóng lúc 21h05. Cũng theo tới cùng, rút khỏi Trấn Thính Phòng. Sau đây gặp lại ở Long Ngâm Thành. Quyết định tấn công vào Long Ngâm Thành vào thời điểm này của Na Lam Nhạc
liệu có thích hợp. Mời quý vị cùng đón xem tiếp diễn biến ở tập 34 bộ phim Mộ Bạch Thủ, phim phát sóng độc quyền trên TTV11 lúc 20:05. Và quý vị đừng quên nhắn tin trả lời câu hỏi sau mỗi tập phim của chương trình đồng hành cùng phim Giờ Vàng để nhận được những giải thưởng vô cùng hấp dẫn. Thời lượng dành cho chương trình Tây Ninh Ngày Mới của TTV11 đến đây xin khép lại. Đừng quên đón xem chương trình Tây Ninh Ngày Mới được phát vào lúc 6:30 hàng ngày. Quý vị có thể xem trực tuyến trên website tayninhtv.vn hoặc là cài ứng dụng Tây Ninh TV để có thể xem chương trình ở bất cứ đâu. Nhật Tân và Ngọc Thật xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.